Chính xác vào. Ok rồi. Tôi đấy. Hải kêu bắt à. Lăn sớm, tưởng được. Anh em đá chậm thôi cho nó đỡ mệt, cho nó đỡ sốc. Rồi, lên phản. U thì mẹ xếp nó xuống. Ở kia, tốt đấy. Rồi thì rẻ sút nhẹ thế. Ra lại hay quá. Đi giật về.
Phải đấy. Xịt vào. À, lùi về kia, lùi về kia. Trọng tài, nghe trọng tài kia. Nặng thế chứ. Nóng máy chưa Thủy Bước ơi? Nóng máy chưa? Chạy chỗ đây, gì đây, à, xanh gì đây. Phản lên đi mẹ chạy nhanh thế. Đấy giờ chưa có nhịp. Đấy chưa có nhịp. Sệt có bóng xuống thì phải đá bổng lên đéo đỡ được đâu. Sệt có bóng xuống Dũng ơi. Chuyền bổng lên Thủy nó đéo đỡ nó chậm rồi. Hãy subscribe
Cẩn thận đẩy đi Kỳ Phong. Rồi đấy, Tuấn Anh. Tài ơi, sao Tài ơi? Mình chờ kìa. Nó rất xa và sân trơn bóng ướt đấy mạnh sợ. Nguy hiểm hết. Tuấn Anh Minh. Ôi.
Ơ như bóng này là của mình sao nhỉ? Anh em cầm lấy quả bóng này nhá. Cất 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 bóng em. Toàn chuyện khó thôi thì mẹ kia đơn giản. Giữ bóng lại Burger đi. Tao lại không ok. Chưa đỡ được quả bóng nó đang nghĩ rồi. Quái đá lại hiền quá. Dầu tưởng tượng quá việc hờ thì mẹ. Ôi lùi về, ôi thì vẻ đéo ai chạy rồi.
Lùi về đây, lùi về đây. Cứu được, cứu, cứu. Đi thế quyền. Lùi về đây, lùi về đây, bớt người đi, anh em vào xanh lùi về một tí. Rồi lên đi. Cong lên, cong tách ra. Dũng lên đi ấy cả. Lùi về đây, lùi về đây. Được rồi, lùi về giật, giật xanh lật về tí. Dũng ơi, Dũng ơi, giật về tí Dũng ơi, phải lên sâu quá, phải biên lên cao quá. Đấy, giật về tí. Ôi xong rồi, đi mẹ. Thank you.
Quân ơi, Quân ơi, Quân ơi. Quân ấy bảo ai bên đấy ra quay tôi cái ông ơi. Tôm Minh ơi ra quay tí thôi vào đá của Tôm Minh ơi. Em ơi thôi không cần đâu, em cứ xem đi. Tại vì bọn anh quay nó phải bọn anh quen quay hơn. Cứ để anh quay thì vì nó coi cái này nó phải chân Quay lên. Cái đá đơn giản thôi. Tốt. Ôi giời ơi, thì vẻ cái đấy. Cáp ơi bảo ai vào thay cái quay cái. Bảo ai mới ra vào quay cái video cái. Ở đây Tuấn Anh quay nhá. Tốt lắm.
Quyền. Bây giờ hết hiệp anh ơi, anh thầy. Bây giờ hết hiệp. Đấy, đi theo thằng Thiên luôn, hết. Cầm lên, cầm lên. Cầm lên. Đó nào, cả đi, cả đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên luôn luôn đấy. Không. Ôi. Bắt đầu tiên đấy.